Hiệp Đông. Ấp Sơn Hòa. Ấp Sơn Hòa. Ừ. Tổ 19. Ấp Sơn Hòa xã Hiệp Đông. Mình như là hồi mình hồi sơn đi ha, nó hồi sơn đi ha. Thì lần đầu tiên thì cho mấy anh em gửi lời chào thân thương đến tất cả quý cô chú anh chị đang xem trên tất cả các kênh của anh em. Thì hôm nay là mấy anh em đang có mặt tại Hội Sơn An Giang thì để mà chia sẻ cập nhật cho quý cô chú anh chị mình về một cái câu chuyện. Thì trước màn hình của quý cô chú anh chị đó là một gia đình của một bé gái, năm nay bé 12 tuổi. Thì cái câu chuyện nó như thế nào thì bây giờ mấy anh em mời cô chú anh chị mình cùng vào nghe cái câu chuyện ha. Thì con chào cô nha. Dạ chào. Dạ thì ở gia đình của mình đó thì con cũng có liên hệ với mấy anh em đến chia sẻ câu chuyện của con mình đó, thì như thế nào thì cô có thể là chia sẻ không cô? Dạ tôi nói ngay mẹ con cũng khổ lắm, gia đình tôi nghèo lắm, khó nha. Dạ. Mà mẹ cái này là để cho nó tưởng là chơi gia đình tôi nghèo thôi con thôi á. Tại vì vợ mẹ con gì bồng chóng mình cũng tàu á, nó là nó giữ cháu nè, rồi nó ngay cái bà mà bác mà đang mà đủ nó làm con dâu đó là lý đại tôi với bác cũng quen rồi, nó tránh gặp bà bác cũng mừng hỏi bà thì bác cũng nhận là con nó qua. Trong khi đó là bác dẫn qua thì con nhỏ này nó nghe nó muốn mang cái điện thoại lắm anh ơi, mà hồi đó giờ nó xài điện thoại chúng tôi xài rồi, nên nó bác đưa điện thoại nó xài rồi từ chỗ đó đó, rồi bác dẫn con nó qua rồi bác đưa bác tặng cho con tôi hai chai dùng thơm đó. Mà trong khi đó là bác mới ngủ con tôi đi đó, thì chú hỏi nó đi rồi tôi cũng cái đó là cái chuyện bác dẫn con tôi là tôi mới phát hiện là bác dẫn con tôi thôi đó. Giống như là đưa quà nó dụ dỗ bé ha, đưa quà nhưng mà không phải dẫn liền, cũng như mấy tháng sau á cái ngày 20 Tết bác mới dẫn. Cái thằng nó dẫn con đi đó. Ừ, thì nói chung thì cái câu chuyện này chị có bé là bé hiểu ha. Hiểu rồi. Thôi bây giờ chú chào con nha. Thì trước hết thì con có thể là cho ông bà cô chú trên cộng đồng mạng biết con tên gì không? Dạ con tên Lan. Con tên Lan ha, là năm nay là con bao nhiêu tuổi? Dạ 13. Con 13 tuổi ha. Còn mấy ngày nữa 13. Ừ, thì cái câu chuyện của con như thế nào thì con có thể là chia sẻ cho ông bà cô chú nghe không? Dạ là mẹ con đó kêu con là cho một chiếc điện thoại. Rồi ở với con bả. Nhưng mà lúc đầu con nghe đó. Có nghĩa là lúc đầu là bà cho cái điện thoại là kêu con ngủ với con trai của bà. Dạ. Là con không chịu. Dạ. Rồi sau đó là tặng con một chai dầu thơm. Dạ. Rồi con sức vô thì bà nói gì là con nghe cái đó. Dạ. Ừ. Thì con với cái người đó là có quen nhau không? Dạ không. Không nha. Rồi cái cơ duyên nào mà con biết được cái người cô đó? Dạ cái đó là con ở lại chợ chơi. Ừ. Lúc đó là con với mẹ là con đang ở trên đâu, trên chợ là chợ đâu? Chúng Tàu ha. Rồi cái người cô đó là qua trọ của mẹ con chơi. Dạ. Lúc đó là mới biết con. Dạ. Thì khi mà biết con thì con có tiếp xúc với cái cô đó không? Dạ, bà là chơi thì nói chuyện, bà hỏi gì con trả lời đó. Ừ. Chứ tiếp xúc nhiều không có. Ừ, coi như là mình là người lớn qua hỏi thăm mình thì mình trả lời ha, hỏi dạ. Mình trả lời. Rồi cái thời gian nào thì cái người cô đó là kêu con qua nhà chơi? Bà kêu con qua nhà bà chơi. Nhưng mà dắt bà dụ con rồi. Là giống đi mẹ đi làm 11 giờ bỏ qua con mới qua mà. Tới mà gần Tết là con có dụng đi hai bà. Đi 20 Tết đó. 8 giờ đi. Đủ cái dạng như cho chú hỏi nè là dụ là như thế nào, có nghĩa là con với người thanh niên nó không có quen nhau. Dạ không quen, nhưng mà tới khi mà bà cho chơi dầu thơm rồi con bỏ qua chơi. Ừ. Thì con không biết mặt mà con không chịu mà sức dầu thơm vô bà nói gì con nghe đó. Có nghĩa là cái nguyên nhân là do sức cái chai dầu thơm không biết là dạ. Như thế nào. Là con là nghe theo cái lời của cái người thanh niên đó. Dạ. Là con mới đi với cùng cái người thanh niên đó. Là cái là con đi cùng với người thanh niên đó trong cái thời gian là bao lâu? Cách cũng 4 tháng rồi. 4 tháng và đi chung là như là đi theo cái người thanh niên đó khoảng 4 tháng. Dạ. Ở chung nhà trọ đó người à. Rồi trong cái thời gian đó là cô mẹ có biết không? Cũng như nói ngay lúc đầu tiên á ừ. Là mẹ con ở chợ là cái đó nó chưa theo ngày thì tôi đâu có nghĩ là bá dụ dẫn con mình đâu. Ừ. Đó nhưng mà đều có chợ hôm á thì bá đưa cái thức đó thì bá nói thiệt, nó bá nói rằng là bởi nó nhờ con gái gì cho nó tôi cho nó có thức đi không có sao chứ á, nhưng mà thì phải nói chuyện thật mới làm cái thiệt cô. Là cái chai dẫn con thức đó là con nhỏ này nó ngồi gần tôi tối thì mẹ con ngủ chung như nè. Ừ. Gần là cái mùi thơm cái diễn mà thật sự là nó thương quá luôn á, không thương bá thương quá luôn á thì không á ngày hôm nay nói thiệt luôn á. Rồi tôi cũng nghĩ là đâu có đến nỗi mà có người dẫn con bữa này. Vậy mình cứ chậu 20 Tết tự nhiên cũng chẳng đi tôi không hay đó. Mà tôi buồn quá, bây giờ dưới quê nè. Giờ dưới quê này rồi thì phát hiện là con nhỏ này có bầu, nó điện cho tôi là nó bầu 4 tháng. Yeah. Rồi tôi mới đi lên trển. Lên trển thì tôi quen thằng con trai tôi thẳng việc đi mặn trên Vũng Tàu. Tôi lên tôi là muốn thăm con, nhớ con lắm thì tôi lên thăm. Ừ. Thăm con muốn bắt con về luôn đó. Tại vì 4 tháng mà bà không cho về thăm nhà có gì trơn á. Rồi thấy vậy thì bà không có nói gì trơn, thấy gì lên trển tôi mới nói tôi mượn. Nói chị là cho tôi mượn con về chơi tiếng nó mượn tặng cho nó khéo chút mà bà đừng khó khăn mình đó.
Nếu chị cho mượn bả con về chơi đi, bả nói không có quyền gì mà kêu con mày gì, nhưng không có người hại mày, mày kêu tao cho tao quyền của tao. À, muốn cho thì cho, không cho thôi, chứ không có quyền gì mà kêu bắt con mày gì nha. Từ chỗ đó mà tôi quá bức xúc đi. Dạ, thì cho em hỏi chị nè. À, trước hết nè, trước hết là cái mong muốn của chị với cháu là như thế nào về cái câu chuyện này, ý là cái mong muốn của mình đó. Mong muốn là sao? Có nghĩa là bên kia chịu trách nhiệm như thế nào đối với cái bé bé Lan Liên, nó là bao nhiêu tuổi? 16 tuổi. Còn con chị là bao nhiêu tuổi? 13 tuổi. Nói thì trước hết này cho em hỏi là cái dạng như chị có mong muốn gì? Nói sự thật là tôi dốt nát lắm, không biết chữ không trơn á. Lúc đầu nó dẫn con đi rồi là không muốn làm khó bả, không thì không muốn làm khó luôn, bởi vì tôi không muốn đưa cho chính quyền không được chị trơn á. Rồi tôi bả dẫn con đi rồi là tôi quan nói ảnh với ảnh á, nói dẫn con người đem ra đây cái ngày 8 tháng nhà đi mà đem con đi tôi kêu được 4 triệu. Cái ổng mới xưng hô là tôi cách đó là tục tiễn tôi, ổng lấy thách thì thơ luôn. Rồi tôi mới nói ông nói chuyện gì đó hả, rồi thôi tôi cũng bỏ qua, tôi không nghĩ gì trơn á. Giờ như này, giờ như này thì là tôi muốn tôi kiện luôn, nó nghe con có bầu. Tôi đang trở lên tính là tôi muốn bắt con là mượn con lại gì đây. Bả muốn đúng luôn mà bả không cho tôi lại gần con tôi, bả nói tôi có quyền hạn gì trơn. Có nghĩa là bên ba mẹ của người thanh niên đó ha. Đúng rồi, bà mẹ của thằng đó đó. Có nghĩa là ngay từ lúc ban đầu khi mà cô biết bé nó có đi theo rồi, cái ý là cô là muốn cho nó im đẹp. Đúng rồi. Tại vậy như mình cho bé nó có một cái danh phận rõ ràng ha. Đúng rồi. Nhưng mà phía bên kia thì người ta cũng như là xua đuổi bên mình. Đúng rồi. Rồi cái mong muốn của cô hiện nay là cũng muốn là làm rõ cái câu chuyện này để mà lấy lại công bằng cho con mình ha. Hay ý, sao? Cái ý của tôi đó tôi nói cho anh nghe nha. Và tôi trốn một cái là bả cũng mất không cho mắt về là 11 giờ đi mất. Bả đi qua đây cá ha. Tôi mới hỏi cái này nè, 1 giờ rồi, 1 giờ đi mất rồi con à, con có ngồi thanh sao được, khổ quá trời đi. Con ốm thiệt, thôi con về với mẹ đi, cha mẹ mặn nhiêu, mình lại mua đồ luôn ăn nhiêu. Con có thích mực con, cái nhỏ nói đi ơi, con cũng nhớ cha, nó mà bác không cho con về. Trốn về giờ dưới này, con không dám ở nhà đâu, sợ bác xuống mà không giữ mà thật, mà có thiệt. Con cứ sao bác xuống tới đây nè, xuống đây là bác là theo dõi nhà tôi, bác hỏi ông này mà không có nhà là bác ở trực tiếp là 10 giờ đi mà bác còn cà trộn đây nè, bác định gặp tôi có về không, đừng bả làm không đồng ý tôi, đừng bả bắt cái này nữa nè. Rồi tôi không dám về luôn, thiệt không dám về nhà luôn, tôi tính là tôi trốn luôn đó, tôi thiệt tôi tính sợ bả, sợ luôn nhưng gia đình cũng có hai vợ chồng à, nhưng bả đông lắm, bả qua đây rồi chồng tôi đỡ, ông binh tôi ông tâm về ông có tù ai mà nuôi con cháu, rồi tôi thấy tôi sợ tôi muốn trốn vào nhà chị chồng luôn, cái lúc này nó chỉ xấu đấy nè, nuôi gì mà trốn, mẹ mày con mày thằng này không gả tướng. Mày có gì đâu mà chốt, mày thấy gì tôi gầu quá, tôi mới qua bên thằng em ở xóm á. Dạ. Mới thang xóm, nói vợ bà tính bà hẹn với tao là một tháng năm mới đem chồng con có xuống là bà không đâm nó chém, tao gầu quá trời. Thằng này nó mới thấy gì, nó mới bức xúc quá đi. Nó mới bên bọc ông còn mang của mấy anh với chú nè, mới chia sẻ đó. Dạ. Tôi này chứ mấy anh tôi muốn biết làm. Em tắc mắc với gia đình chị như nè, con chị là đi theo với một thanh niên đó ở chung với gia đình của bên đó đúng không? Dạ. Mà khi mà muốn bắt bé về mà tại sao mình sợ là sợ như thế nào? Tại vì đây là con mình mà. Sợ bấm quýnh mình, xin cảnh là ngõ bá đông đó. Rồi mình có trình báo cho cơ quan trên đó chưa? Không, không có trình ai, cũng như mình muốn. Hồi đó giờ cũng ngày không có đang ăn không có chung là chung là đơn biết độc ngã trên đó cho nên mình rất là sợ đúng không? Đúng rồi. Rồi hai chồng tôi là không biết chữ. Chứ mà đó giờ không có ra công an đó dắt con tôi đi rồi đó, tôi có điện tôi kêu á đem con tôi về, con tôi mới có 12-13 tuổi à, nếu không đem về đó tôi thua ra chính quyền à, nó thách đó thua. Nó thắt tôi thua luôn. Bây giờ cái phe bên cái nhà của thanh niên đó là ở đâu? Vũng Tàu á. Là quê gốc của ngoại luôn. Quê gốc ở đây. Quê gốc đây ha. Không có nhà cửa gì chứ, không có đất đai. Nghe là ra ngoài sống cũng lâu rồi hay sao? Mười mấy năm rồi. Vậy là cũng như là ngoại cũng phiêu bạt ngoại lâu rồi ha. Thì bây giờ em hỏi anh chị nè, là bây giờ cái mong muốn của anh chị bây giờ mà về cái câu chuyện của bé Lan nè, là anh chị mong muốn như thế nào để mà cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng có thể mình đứng ra để mình bảo vệ cho bé. Mong muốn như thế nào? Nhưng bây giờ tôi muốn hai điều. Điều thứ nhất á, nhờ cộng đồng mạng anh em á là muốn không cho bố đây bỏ lên bỏ gia đình tôi nữa nha. Điều thứ hai gia đình tôi nghèo lắm, còn gì tiền căn tiền đáng cho anh em được đâu. Bây giờ tôi nhờ cộng đồng mạng dưới bên đó là mà thường quân nữa chứ anh em nào cũng con chú mà biết tôi xin một ít tiền thì nó không chân tẻ chứ tôi giờ nó thiệt gạo thiệt cũng thiệt với anh á, anh nó thiệt anh được cười mua được bao gạo lận hôm qua với anh cho tiền qua gạo thì sáng mấy triệu ký gạo. Đó là ngày qua mấy anh ngày qua cầm cho tiền nó bị gì tôi hay nhất hai cái giò nè, nó có đi mặn được. Dạ. Rồi thiên cái tay này nó muốn chết bên rồi. Rồi con về gì đây không lẽ tôi bỏ. À, bé cho chú hỏi nãy rồi con nói tên con tên gì con chú? Anh Lan. Tên Lan ha. Và thư cái lúc mà con đi theo thức cái nước qua đó đúng không, con đi về nhà người thanh niên đó hiện tôi nói con tôi còn nhỏ tuổi
tôi có lên tiếng. Ừ. Mà còn khách đón tôi đó đi thưa đi. Ở dưới tôi sợ bằng nó có làm gì. À, vậy là bên kia cũng có thách thức bên mình ha. Ừ. Rồi tôi thấy vậy tôi để im cho con nó ở, thấy nó mê mồi quá rồi tôi nghĩ mình là cũng muốn để coi sao. Sao. Rồi bắt đầu từ ngày nhỏ này nó điện về nó cha con bây giờ con có né mà ăn cơm nước không được. Mà bả kêu con đi mặn gì đó mà tôi mới sốc ruột. Thằng con của tôi đó là thằng trai lớn đó. Nó đòi đi ra ngoài Vũng Tàu nó mặn. Rồi tôi mới kêu vợ tôi đó đi ra ngoài á. Đưa con ra ngoài mặn, sẵn quẹo qua đó luôn. Coi con sao, mà con nó nói vậy, mà tôi đâu có nói vợ tôi đâu. Từ ra ngoài thấy nhỏ xanh xao. Rồi vợ tôi điện về, tôi nói dứt khoát phải bắt con về. Bây giờ cho chú hỏi bé Lan nè, bây giờ là ở trong cái quá trình mà con chung sống với cái người thanh niên đó 4 tháng thì sau khi mà ngưng sử dụng cái chai nước hoa đó 3 tháng thì con mới định hình lại được là tại sao con ở với người đó trong 3-4 tháng đó đúng không? Tại bây giờ là con đã suy nghĩ, có nghĩa là con đã suy nghĩ thông suốt về cái vấn đề của con chưa? Là hiện nay là con đang mang thai thì con có biết được vấn đề đó chưa? Con có biết là con đang mang thai luôn hả? Con biết con đang mang thai đúng không? Còn những cái lần mà cái người đó xâm hại con là con không nhớ. Là xâm hại bao nhiêu lần con cũng không nhớ. Đó, cái vấn đề này thì nói chung ra thì nếu mà đưa ra chính quyền thì là bên kia là hoàn toàn đã sai rồi. Thứ nhất là dụ dỗ con gái của anh chị. Thứ hai nữa là xâm hại con gái của anh chị dẫn đến như thế này. Còn mà muốn mà xác thực hơn nữa thì sau khi sinh ra thì phải xét nghiệm ADN có đúng hay không nữa. Không, ý tôi giờ là tôi không muốn bên bảnh nhìn cháu đâu. Tôi giờ tôi muốn yên ổn rồi tôi tập trí tinh thần của con tôi đẻ rồi thôi cháu tôi. Không có muốn qua lại nữa. Nói chung là không muốn qua lại rồi, cũng không có muốn thưa ra chính quyền luôn. Dạ. Thế là muốn qua đẩy nhưng sao cùng cháu nội nhà, cháu ngoại nó nói là nó hậu. Nó ở đó bên ngoại thưa bên nội gì nó tụ gạt mình sợ cháu mình nó hậu thùng thôi. Thì nói chung cái điều mong muốn anh chị với bé mà đang mong muốn hiện nay là cũng như là nhờ cô chú anh chị là lòng mạng thương dạ, cho hoàn cảnh của bé với gia đình. Dạ, dạ, có nghĩa là giúp đỡ cho bé có tiền để mà sinh đẻ. Dạ, rồi giúp đỡ cho anh chị nói chung là cũng có tiền trang trải trong cuộc sống ha. Dạ. Thì hôm nay là mấy anh em đến thì cũng như đăng tải lên để cái câu chuyện để mà làm một cái hồi chuông cảnh tỉnh cho những nói chung là những cô gái mới lớn giống như bé Lan như vậy. Dạ. Để mà tránh những trường hợp. Nói chung cái này là cũng là do một phần là bé ra đời quá sớm với lại xa cha mẹ nữa. Nó hầm điện thoại nó thôi. Không có điện thoại cho nó mà cháu nghĩ nó buồn nó nghĩ hầm lên lên like không có điện thoại. Biết đâu khi mà chia sẻ lên trên cộng đồng mạng này có nhiều cô chú thương thì cô chú lại tặng cho con cái iPhone 14 làm sao? iPhone 14 Pro Max này cho con xài. Nó khỏi cần phải Nó lần rồi đó. Thôi bây giờ để chính miệng bé Lan nói đi và con mong muốn gì ở cô chú anh chị trên cộng đồng mạng nè. Dạ con muốn giúp con có tiền để con sanh đẻ. Phá nếu mà ngăn cản cái đó phải nhờ cơ quan chức năng người ta làm việc chứ mình đâu có nói miệng được em con. Nhưng mà cái hành vi đó thì bây giờ chia sẻ lên cộng đồng mạng thì tất nhiên là chính quyền người ta phải vô cuộc rồi đó, người ta phải làm rõ vụ này rồi đó, tại vì con là không có chồng mà con lại mang thai thì cái đó là cái điều là không nên trong cái xã hội này đó. Thì ở đây thì cũng có cái hội phụ nữ và trẻ em nó bảo vệ đó, thì chắc hẳn sẽ bảo vệ cho con, nó sẽ làm rõ gì về này. Mấy này là chị với bé là lên hình ảnh như là bên gia đình của nam thanh niên có điện không? Không luôn hả? Con còn liên hệ, con gọi liên lạc được chứ kia không? Không có điện thoại nói gì vậy? Không, không có điện thoại nói gì vậy nha. Nói chung là mình là bên kia không gặp con xuống đây luôn nha. Không, tại nó hẹn mà. Nó hẹn là cái lúc mà tôi chưa có làm chuyện này nè. Là tôi nói chị ơi, tôi về này, tôi có chuyện gì không? Tôi cứ hỏi nó kìa, bắt nó nói em chưa gì không nha. Nó nói sao tao tìm mày mà mày chốt tao. Nói không, tôi sợ gì tôi trốn. Nó nói vậy tao hẹn trên Vũng Tàu về xa xôi lắm. Tao hẹn mày tới 1-5 tháng 5 á. Chồng con tôi đi biển về rồi tao lại tới nhà mày. Mà mày nhớ nha, mày đừng có trốn tao nha. Nói không, mà chữ vợ tôi còn con đỉ luôn á. Thôi tôi lên đây không có dụ con đỉ. Chứ bà chữ thiệt. Nhưng mà cái mục đích của bên gia đình đó là muốn là bé này ở quay lại với gia đình đó hay sao chị? Đúng rồi. Muốn quay lại mà, nhưng mà quay lại không phải cái con nhỏ này. Đứa bé. Đứa bé trong bụng của bé Lan. Có nghĩa là bây giờ là muốn bé Lan về bên đó ở để đến khi nào thì sinh ra là bắt cháu. Vậy sao kỳ vậy? Không cần người lớn luôn. Coi như là bá nói chuyện thật là người nói đi quá cái tiếng cũng là bác không biết điều. Coi như là bác không biết chuyện gì như chuyên gia đi. Là bác không có cần nói chuyện cái chuyên gia. Mà bác cũng không cần cái con trong mà bác chỉ cần cái cháu thôi. Ấy hỏi cậu bác kêu cho bằng mày gì còn gì nữa mà gì nữa đâu mà mãi. Cái này giống như cái câu chuyện mà cây muốn lặn cái gì gió muốn lặn thì cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng ha. Đó. Tại vì đã mình là cái người đầu tiên dụ dỗ rồi đã xảy cái chuyện này, mình muốn cho im đẹp thì bất quá thì thương mình cứ hỏi hoặc là mình thương con dâu của mình đúng không? Lần này là chỉ muốn bắt cáo lại bỏ con dâu của mình là đâu có được. Ở trong đây có nói là nếu con nhỏ này cái thằng này không còn mà viên đỏ nữa thì sẽ đẻ ra cho có hay. Ở trong đây bắt cáo về. Cái con cáo này mà cho bắt đâu.
mà nói chung là theo con đó, theo bé Lan nè, là con biết cái thanh niên đó là có lanh lợi không, có thông minh hay là có gì không, hay là có vấn đề gì không cái bé đó, hay là mọi chuyện là do cái người mẹ đó là sắp đặt mọi chuyện, hay là cái... tại sao con ở mấy tháng 4 tháng đó mà con không biết chú, bọn chú hỏi mà con không biết gì, vấn đề gì hết. Con biết nó có biết vấn đề không, nhưng mà con nhỏ này trong khi là im đó là tôi kêu nó về, mà nó có nói chuyện thật với tôi với anh hai nó. Nó nói mẹ ơi, bây giờ con trốn về đến nhà con không ở với nó nữa, là con nói chuyện thật luôn. Mẹ biết sao mà mẹ qua với cháu qua con với ra không, nói sao nó ghen con cho anh hai á, chứ nó còn ở với anh hai á, sanh được thằng cháu nãy đó. Thanh mình nó thật lắm, chứ bụng nó có gì nè. Rồi nó nói bụng của mày là có mổ rồi, mày đẻ rồi mổ rồi, nó nói con đó là con của mày. Đó chồng mày đó, con mày đó, gạt lên đó, mày về mày kiếm vô ở đi. Là cái người thanh niên đó nha. Ở chỗ này nó ghen vậy đó. Nó ghen, nó ghen bậy vậy đó. Ghen đó là tất nhiên đuổi ông với cái thằng Giang ra khỏi trọ đó. Đuổi luôn, nó đuổi chúng ta khỏi trọ luôn đó. Nó cho tôi ở trong trọ ở đâu. Nói chung cái câu chuyện này thì bây giờ thì gia đình mình cũng đã chia sẻ lên cộng đồng mạng rồi. Thì bây giờ là tất cả cô chú anh chị cũng đã xem được cái hoàn cảnh của mình. Thì có thể là có những cô chú anh chị người ta biết về những cái câu chuyện này, người ta sẽ hướng dẫn cho mình cái cách để mà mình làm theo, để mà mình lại có được những cái lấy lại công bằng cho cháu nó. Với lại sau này cháu còn có khoảng thời gian rất là dài nữa. Tại vì bữa nay mới có 4 tháng à. Lại tới 9 tháng 10 ngày mới sanh. Rồi trong cái thời gian sanh rồi đó thì rất là nhiều thứ để mình lo nữa. Khi mà một đứa bé nó ra đời nó cần rất là nhiều thứ. À, bên kia thì bây giờ cũng như không có quan tâm tới mình rồi, mà cô gia đình mình cũng không có muốn là làm lớn chuyện nữa. Bên bển lăn lợi hơn tôi lắm, mà không quan hơn tôi lắm, như đặt điều kiện đủ thứ hết trơn á, bởi vì tôi sợ tôi làm không lợi thôi.